Chào mừng quý vị đến với Bạn muốn hẹn hò đến nơi mà những trái tim cô đơn sẽ tìm thấy nhịp đập đồng điệu. Hãy cùng chúng tôi bước vào hành trình đầy thú vị, nơi mà những bất ngờ, những khoảnh khắc rung động và những lời tỏ tình chân thành sẽ khiến quý vị không thể rời mắt. Liệu hôm nay sẽ có một cặp đôi mới nên duyên? Cùng chờ đón sự kỳ diệu của tình yêu, chỉ có tại Bạn muốn hẹn hò. Hợp nhau đừng làm tổn thương nhau ha. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng để kết hợp các bạn làm sao các bạn dễ tìm một nửa mảnh ghép của mình. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Mời nhà gái. Rồi mời nhà gái ngồi nào. Trai gái đã có mặt đầy đủ trên sân khấu rồi. Bây giờ chúng ta giới thiệu cho nhau nghe. Mời nhà trai. Thôi giới thiệu về mình đi. Dạ em Đào Việt Quân ạ. Em sinh năm 1975, sinh sống tại Hà Tĩnh. Làm nghề trang trại chăn nuôi và trồng rừng. Được bao nhiêu hecta? Gần 20 hecta. 20 hết. Oh my god. Wow, chăn nuôi cái gì? Chăn nuôi trâu bò ạ. Trâu bò được bao nhiêu con trâu, bao nhiêu con bò? Mà vừa nhiều chứ giờ thì em chưa có vừa thôi em trong 10 con đó. 10 con. À 10 con. Mình đang ở Hà Tĩnh là ở huyện nào? Huyện Hương Sơn ạ. Hương Sơn, Hà Tĩnh. Dạ. Anh chàng tham gia chương trình hôm nay không chỉ gây ấn tượng bởi tính cách hài hước mà còn khiến mọi người bất ngờ khi tiết lộ rằng anh ta sở hữu đến tận 20 hecta đất, đến một con số không hề nhỏ, đủ để làm nhiều. Người phải trầm trồ đấy ha ha. Chồng nó dở hết hả? Lấy chồng vừa đó. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em xin kính chào anh Quyền Linh, kính chào chị Ngọc Lan, kính chào anh bạn bên cạnh và chào các quý vị khán giả. Em là Nguyễn Kim Bảo, sinh năm 1976, đến từ Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai. Hiện em làm công việc là uống tóc và trị liệu bấm huyệt. Chị Kim Bảo sinh năm 76, uống tóc bấm huyệt, vật lý trị liệu. Thầy Quân nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Bảo nghe đi. Em ưu điểm thì triều không thuộc không. Em hát cái này có thể hướng nhưng mà nói kém hơn đi. Ủa vậy đó hả? Hát được hả? Hát cái con hát gì nghe coi nào. Nice. Thơm thơm với coi. Xin chào chương trình hát ba được có máu phím. Rồi bắt đầu. Chiều hoàng hôn tim ca dòng sông hay quá đó. Nếu bên giá mà nhớ anh thiết tha trong lòng, người anh sang sông quên lời hẹn ước để lại mình em mến mong sống nữa. Còn sao số lòng sao bay theo pháo nổ rượu nồng. Trời ơi sao mà nức nở quá vậy. Dạ chào anh. Không biết mọi người có đồng ý không, nhưng mình thấy giọng ca của anh chàng này thực sự rất tuyệt vời. Từng nốt nhạc đều được anh ấy truyền tải một cách đầy cảm xúc, khiến chúng ta nghe cũng phải gật gù tán thưởng. Đúng không mọi người? Em cũng có nỗi lòng. Có nỗi lòng lắm hả? Dạ. Nỗi là nỗi sao lòng nỗi sao? Nỗi sao? Dạ, em hôm mù chị với em khi nó nhỏ là đi một lạc là đi coi phim anh Quyền Linh với chị ạ. À đi mót lạc là coi dạ. Phim anh Quyền Linh à? À với tuổi thì nó có cầu mãn ạ. Thì ra coi anh Quyền Linh á. À coi để đỡ đói đó hả? Đói. Nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ. Mẹ xin lỗi được chưa? Thì đó nói thế thì chịu rồi. Rồi. Bây giờ cuộc sống đỡ chưa? À, em ổn định rồi. Là bây giờ là hết nỗi lòng rồi đúng không? Hết nỗi lòng đấy. Dạ. Là có bạn gái chưa? Em chưa. Từ đó hồi đó tới giờ chưa có mối tình nào hết. Có quá cái chị ạ. Chứ đẹp thì trêu rồi đấy chứ. À tức là thấy đẹp đẹp mà trêu thôi chứ chưa có yêu ai hết. Dạ. Anh đu. Được của nó đấy. Ta nuôi trâu bò trong rừng không à? Tội nghiệp quá vậy nè, trời. Thấy chưa, ta chân chất chưa? Bữa nay ta đi tìm người yêu mà mang đôi dép. Trong cái nặng này em ngồi xe này em nó đi dây. Có giày vô mang dép cho nó thoải mái được rồi. Dép này là... Anh chàng này đúng là hiện thân của sự chân chất và mộc mạc. Từng lời anh ấy nói ra đều toát lên sự thật thà, gần gũi, khiến cho người đối diện không chỉ cảm nhận được sự ấm áp mà còn thấy được sự chân thành từ tận đáy lòng của anh ấy. Đi xe Lào về mua dép bên Thái. Gửi bạn bên Lào mua dép Thái. Yeah. Ủa sao kỳ vậy? Sao không gửi bạn bên Thái mua dép Thái mà gửi bạn bên Lào mua dép Thái? Đâu mà mua bạn dép Thái được á. Được. Thảo án. Thảo án. Mua dép Thái bên Lào. Bữa nào qua Thái mua dép Lào. À,
Dễ thương. Dễ thương quá trời luôn á. Rồi, nói chung là bên nhà trai dễ thương lắm, coi nhà bên gái. Bên nhà trai dễ thương mà nói thì hơi khó nghe tí. Người Hà Tĩnh ở Hương Sơn ảnh nói hơi khó nghe. Nhưng mà hát rất là rõ. Dễ thương. Trồng cây nuôi trâu bò thôi nhưng mà trắng tươi như công tử. Ừ. Bây giờ nè, em gái ưu điểm khuyết điểm mình là gì? Cái ưu điểm của em là làm tiệm tóc, chuyên tạo mọc tóc với bấm huyệt trị liệu. Bấm huyệt được đúng không? Dạ. Hồi đề ông bấm huyệt cái coi ông mở lại đây ông khỏi còn về nuôi trâu bò luôn á. Ông đem trâu bò về đây nuôi. Đường tình duyên mình sao? Em ly hôn chồng mười hàm mấy năm rồi. Có mấy đứa con rồi? Dạ một đứa. Trai gái? Con trai em học lớp 11. Lấy chồng bao nhiêu năm thì chia tay? Em lấy chồng 5 năm. Em chia tay là con em chừng khoảng 3 tuổi. Chồng em không có lo làm với cờ bạc này. Ông này bên này ông không có cờ bạc bên cho nên lần này đừng lo nữa. Không rượu chè, không thuốc lá gì hết. Dạ. Rất là dễ thương luôn đúng không? Dạ. Cô gái này đã từng trải qua một mối tình đầy sóng gió khi chồng cũ rơi vào vòng xoáy của cờ bạc, khiến cuộc sống của cô trở nên khắc nghiệt và nhiều nỗi buồn. Chính vì vậy, khi bước vào một mối quan hệ mới, trong lòng cô chứa đựng nhiều tâm tư và lo lắng, khao khát tìm kiếm một người đàn ông có thể mang lại cho cô sự an tâm và tình cảm chân thành. Trong á, người ngoài em của trong á. Vẫn trọng đúng không? Dạ. Trồng họ thì thảo còn trồng lại tới chị. Đúng đó. Rồi, mình trồng họ thì họ sẽ trồng lại. Đó giờ mình cứ nuôi trâu bò trong rừng vậy đó hả? Dạ. Nhiều nhất là lần mấy con? Em nuôi nhiều nhất là không sầu con trâu. Hai con sáu con trâu. Dạ. Mà người ta gọi là ở nghề Hà Tĩnh gọi là con trâu á đúng không? À con trâu đó, con trâu. Con trâu á. Ở như Hà Tĩnh con trâu. À, con trâu đúng rồi. Nuôi 26 con trâu. Và thật ra nha, nếu mà mặc đồ dày đi tưởng đâu công tử không á. Đúng rồi, da dẻ láng mịn. Mang dép cũng mua đen lắm chứ bộ. Đó. Bây giờ đâu ai biết mua. Em tùy nếu muốn ai đoạn là em mày tùy. Không. Anh chàng này của thật là một người đàn ông phong độ, toát lên vẻ lịch lãm và tự tin trong từng cử chỉ, phong thái. Với phong cách ăn mặc tinh tế và cách nói chuyện cuốn hút, ít ai có thể đoán được độ tuổi thực sự của anh, phải không mọi người? Ha ha, anh ấy thật sự là một người khiến người khác phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Phải là anh làm được. Chứ em lấy cái chi người mẫu à? Người ta không lấy chi người mẫu. Nice. Được, vậy là mong muốn bình thường thôi. Yeah. Giờ mình lấy vợ gì là làm gì sống nè? À, em chỉ có nấu ăn cho em được rồi. Em trang trại em một mình em vẫn làm được. Em trông kéo là thuế công nhân họ trông nhé. Họ trông kéo. À, đến khi chăm sóc cỏ là cũng thuế. À. Thuế hết. Hết. Mình coi như ông chủ rừng đó. Giúp là lấy vợ về chứ vợ quản lý cái tiền cho vợ quản lý mà lấy thôi. Lấy vợ. Wow. Giờ là chỉ cho quản lý thôi. Một con trâu giờ giá nhiêu? Ngoài bữa thì đắt chứ dư thì còn lại phải 40 triệu thôi. 40 triệu con trâu. Ngoài bữa em bán một con 60 triệu. Dữ vậy? Dạ. Rồi, nói chung là đây là kinh tế khá ổn định. Giàu luôn á chứ khá. Khá luôn. Anh chàng này không chỉ sở hữu một vùng đất rộng lớn mà còn là một người quản lý chăn nuôi tài ba, nắm bắt mọi công việc với sự chuyên nghiệp và trách nhiệm. Có thể nói, anh ấy dường như có mọi thứ trong tay đến từ sự nghiệp ổn định đến một cuộc sống sung túc. Chỉ còn thiếu một điều duy nhất để hoàn thiện bức tranh hạnh phúc của anh. Liệu với những điểm mạnh như vậy, anh chàng có thể chinh phục được trái tim của cô gái trong chương trình hôm nay không nhỉ? Dạ, em muốn người đàn ông là biết lo làm ăn. Làm ăn quá giỏi. Nhưng mà ở xa quá. Không, ở Hà Tĩnh bay cái vèo tới rồi. Em về nè, một cuộc tình lãng mạn cưỡi trâu đi. Làm gì đấy? Chúng khét đấy trời. Người trai tôi số 1 luôn. Hay quá. Nam đi với ai vậy? Em đi với em nói em con gì đó. À con gì mẹ, rồi? Mẹ anh nữa là em mẹ nha em. Rồi biết à, rồi. Mẹ của anh đó là em của mẹ ảnh. À hai chị em. Rồi bây giờ mời đại diện nhà trai, nhà trai góp ý cái coi. Em là Nguyễn Quang Phú, đồng hành cùng anh Quân ra để tìm bạn đời. Cái duyên cái số á thì biết đâu là anh chị là trao duyên cho nhau thì có thể là thời gian tìm hiểu. Anh chị cố gắng lên cho nhau, bấm cho nhau. Rồi cảm ơn anh. Cảm ơn nhà trai. Rồi, nhà gái mình đi với ai ạ? Dạ em đi mình. Rồi để đó, có ông mai cũng lo cho. Dạ, em cho em nói kêu đi anh Quỳnh Linh với chị Ngọc Lan này. Dạ. Em biết nữa là khi nhỏ là mẹ với bố nuôi đó nè. Đến trưởng thành là em nuôi em nè. Như cái phân cuối là anh nuôi. Rồi chị. Oh my god. Wow. Dạ. Em bảo đảm ấy. Tuyệt vời. Đó là nhỏ là bố mẹ nuôi. Đúng rồi.
Đó, tới bây giờ tới lớn là anh nuôi. Để em lo. Cái lớn là em nuôi, là lớn nuôi anh, em làm được ăn là em nuôi em, chứ đến cái khúc cuối đó, gặp anh khúc cuối gặp em á, là em lo hết. Trời, là giống như người ta hay nói là cuối đời gặp Lan đó hả? Đúng rồi. Rồi giờ cuối đời gặp Quân. Dạ. Mở ra. Đúng rồi. Bắt đầu nha Quân. Đó. Trời ơi, chuẩn bị. Với những điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt của cả hai người, chúng ta không khỏi tò mò về khả năng họ có thể đến gần nhau và phát triển mối quan hệ này như thế nào. Liệu những sự khác biệt và sự hòa hợp giữa họ có đủ sức mạnh để kết nối hai trái tim? Hãy cùng tiếp tục theo dõi chương trình để xem câu chuyện của họ sẽ diễn biến ra sao và liệu họ có thể tìm thấy được sự hòa quyện và hạnh phúc bên nhau không nhé. Bữa đồng hồ em một cái, anh một cái. Chu đáo quá trời luôn. Đồng hồ cặp đàng hoàng chứ bộ. Dạ, cặp đấy gì ạ? Ai nói ổng nuôi chu đâu. Tưởng đâu là công tử Bạc Liêu không á. Em cũng có món quà xin tặng anh. Dạ, dạ, cảm ơn. Còn gì có bao thơ nữa đây. Dạ, dạ. Có tiền, có tiền. Có tiền trong. Có một coi được không em? Dạ, được. Có dạng ghi nữa, có tiền đấy. Có giá ha, có giá. Ha ha, anh chàng này đúng là có khiếu hài hước bẩm sinh, khiến bất cứ ai ở bên cũng phải cười không ngớt, phải không mọi người? Với những câu đùa duyên dáng và cách nói chuyện hài hước, anh ấy luôn biết cách mang lại niềm vui và sự sảng khoái cho mọi người xung quanh. Em tặng anh một bông thơ của em. Sông nước hữu tình, có thác suối mơ, có đá chữ thập, có đầm hoa sen. Nếu anh đã chọn em rồi, mời anh một chuyện cùng theo em về. Anh đu được của nó đấy. Được em. Về. Về không? Về, mời, mời là về. Bọn này là gì đây? Hỏi cái này là gì? Dạ, bộ ráy tay á. Mở ra cái bác nằm xuống lấy ráy tay. Bây giờ khoan. Bây giờ để bao bông lên đằng kia đi. Cái ngồi im rồi đó. Đi đường xá xa xôi đúng không? Dạ. Yeah. Bước qua em bấm quyệt cho cái tỉnh ra. Đó, đúng rồi. Nói với em. Em nói cho anh nghe. Em làm bên bấm thì trị liệu phải không? Thí dụ như em làm á là gặp nhiều khách nam là bệnh nhân á, khi mà em bấm như vậy á anh có kiêng không? Không chỉ cô gái tuyệt vời với vẻ đẹp và tài năng của mình, mà anh chàng cũng thực sự đáng ngưỡng mộ. Anh ấy là một người đàn ông rất phóng khoáng, thấu hiểu và tôn trọng, đặc biệt là khi không hề tỏ ra ghen tuông hay nghi ngờ về tính chất công việc của cô nàng. Sự bao dung và tin tưởng mà anh dành cho cô đã chứng tỏ rằng anh là một người bạn đời tuyệt vời, biết yêu thương và ủng hộ vô điều kiện. Tỉnh nha, câu chuyện bắt đầu. Cho em hỏi anh là quê em là ở thị xã, cách quê anh rất là xa. Về mặt địa lý thì anh thấy sao không? Không có cái chiếm phần đê gì đâu. Ha ha, tình yêu thực sự có sức mạnh kỳ diệu để làm mờ đi những khoảng cách về mặt địa lý. Không còn những ranh giới hay sự xa cách nào có thể cản trở những trái tim đang hướng về nhau. Khi tình cảm đủ lớn, khoảng cách không còn là vấn đề. Và dù ở xa bao nhiêu, tình yêu vẫn có thể kết nối chúng ta lại với nhau một cách mạnh mẽ và bền chặt. Bây giờ mình trao đổi đi. Thí dụ giờ lấy nhau về, em hỏi đi. Lấy nhau về em có chịu về Hà Tĩnh nuôi trù với anh không? Em quê Hà Tĩnh ảnh không? Em á là hiện giờ là con đang học lớp 11 á. Cho nên là đi thì cũng phải từ từ. Ví dụ như là đường xá xa xôi thì em say xe lắm. Chứ anh vô thì được. Em có con rồi anh có ngại không? Không ngại, có con thì càng thích. Con em cũng không có ba. Anh làm ba chứ được. Anh không có gì hết. Còn như em á là làm tóc cho nên là không có thời gian nấu ăn nhiều đâu. Không, em cũng không có nấu ăn thì em phải lo. Còn nhẫn hò nấu cho mình ăn một. Vậy ok. Mà anh nấu tốt. Ai nấu cho em ăn là anh được, anh rồi, nấu cho em ăn là tuyệt vời. Mẹ của anh lớn tuổi chưa? Tầm 10 rồi. Bằng mẹ của em á. Mẹ em cũng 80 nhưng mà mẹ em vẫn bán cà phê. Mẹ nhà anh đang khỏe nhưng mà không phải làm gì ạ. Dạ. Bạn gái sở thích em đi thích cái gì à? Em gì thí dụ như anh tặng gì em cũng thích á. Dạ. Rồi, ok. Bây giờ Quân bước tới đây chút xíu coi nào. Em gái lại đây. Nó mộc mạc thế này, dễ thương thế này. Không những vậy, chúng ta còn thấy rằng anh chàng này thực sự là một người của gia đình, không chỉ tận tụy và chu đáo mà còn biết nấu ăn rất tài tình. Điều này đã tạo nên ấn tượng đặc biệt cho cô nàng tham gia bạn muốn hẹn hò hôm nay. Chính sự khéo léo và tinh tế trong cách chăm sóc gia đình của anh, từ việc vào bếp cho đến cách đối xử ân cần, đã khiến cô không chỉ cảm thấy ngưỡng mộ mà còn có phần rung động trước sự ấm áp và đáng tin cậy mà anh mang lại. Nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta, những cánh đồng mũi trắng,
Tình số mang nghĩa nặng biển ta lại nhớ rừng, nên chỉ giữa đồng bằng mà gió ngàn bay về, tình ấm vang sông vô. Ai đi xa mô đó biết có lấy đường về, đường hồng lộc đường khẽ giao, đường hồng lam đeo ngang linh cảm, cùng bao nhiêu con đường ra mặt trần, giặc điên cuồng trút hàng loạt bom rơi, mà đường hiên ngang vượt qua sông qua suối, thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi 20. Hay quá. Trời ơi, hát rất hay anh. Nhưng mà giờ nãy giờ nói chuyện em thấy ảnh sao nói coi. Em thấy anh cũng được, nhưng mà em nói anh nghe, thì qua cái lớp phấn son này em xấu lắm, không có được đẹp như vậy, thì anh có ưng không? Không được, có ảnh có tuổi anh chưa có tròn lắm, mà đang tình cảm bây giờ mà sống ra về ta tháo lại người đẹp thêm. Bây giờ mình nói nhau chút xíu đi, ví dụ giờ lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ? Em thỏa thuận với người này coi. Tiền bạc thì em thì lấy ít thôi, lên đem cho vừa vừa quản lý thôi. Em có con người quản lý mà chứ. Lấy ít là nhiều. 1 triệu thì lấy phải lấy 300. Hiểu kiểu gì? 1 triệu lấy lại 300 hả? 30% á. Nhiều quá. Ít thôi. Ít thôi. Thì vừa lấy nhiều làm gì? Con người ơi, tiêu phải có trông cho vui với bạn bè chứ có ám. Vợ lấy nhiều làm gì? Lấy nhiều sẽ nhẹ. Có nhà luôn rồi. Con học lớp 11 rồi, 1 năm nữa là 12, là coi như nó đi học đại học là nó tự lo cho nó, là chị lo cho cuộc sống của chị đó, chị đi lên trên này chị ở cùng với anh. Đó, còn khỏi mà ồn đảo thế hàng còn chăm sóc thôi chứ bình thường. Nó cứ ở Sài Gòn nó đi học mình, thôi. Anh cứ linh rồi đấy, anh có cạnh nó cho váy mình thoải mái chứ. Nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ, mày xin lỗi được chưa? Thì đó nói thế thì chịu rồi. Biết sao nhở? Không biết nước đậu quê được không? Nó thấy chịu. Rồi thua. Ba! Bấm ngay từ đầu rồi. Để vô là bấm rồi. Rồi. Chính thức mình hẹn hò với nhau. Và đó là một kết thúc đầy cảm xúc cho chương trình hôm nay. Anh chủ trang trại với đất rộng, mặc dù vẫn còn độc thân, nhưng đã sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu từ cô gái đã trải qua một lần đó. Sau những phút giây thăng trầm và tìm hiểu, cuối cùng hai người đã tìm thấy nhau và quyết định đến với nhau. Một câu chuyện tình đẹp và đầy hy vọng đã được viết nên, chứng minh rằng tình yêu thực sự có thể vượt qua mọi thử thách. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi và đừng quên theo dõi những tập tiếp theo của Bạn Muốn Hẹn Hò để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đầy ý nghĩa khác.